Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Tom and Jerry. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi, và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Ái chà chà, trong này có một con chuột ta dùng toàn chuột đấy này. Toàn dùng chuột thường này. Hy vọng là mình có thể ăn được. Có vẻ như hơi khó nhỉ mà. Cảm giác như hơi khó ăn bọn này. Nó không thèm dùng chuột kia cơ. Nó dùng luôn chuột một con chuột này để đánh mình. Ái chà chà chà. Hơi mệt đây, hơi bị mệt đây anh em. Không biết là thế nào. Ô có chuột con. Nó đổi chuột con rồi anh em ạ. Nó quyết tâm nó hạ mình rồi. Theo như mình thấy nó quyết tâm nó sẽ thịt mình. Gần như là chắc chắn là nó sẽ cuống nó thịt mình cho mà xem. Ok không sao, chúng ta sẽ chơi bằng tất cả những gì mình có thể. Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp may mắn để hạ gục được mấy con chuột đáng ghét này anh em ạ. Ok anh em. Cái map đất gì đây. What the hell. Gì đây anh em ơi. Nào, cái này ném đi này. Ôi trời, chưa. Chết tiệt thật, tự nhiên mình ném cái này đi thì bó tay rồi. Thế mày điền chứ nhờ. Nó chạy rồi anh em ạ. Nó tỉnh phết nhờ. Có đóng cửa không anh em? Không đóng cửa. Ở đây có thuốc đây anh em. Có thuốc này. Chú ai tìm thuốc thôi vậy. Đáng lẽ đi tìm thuốc thôi. Trên kia mới là có cái ấy kìa. Chắc phải lên trên đây anh em. Vì trên này cũng chẳng có cái nào cả ấy. Có lẽ sẽ đi lên trên này vậy. Một bé. Một con chuột đi khá là ngáo anh em ạ. Mình đã bắt được một con rồi. Ok. Vào trong này phát nhở. Nó ra đây không anh em? Thông thường là nó sẽ có một cái lớp giáp rất là khó chịu trên đầu mình em ạ. Trên đầu. Nó chia ra anh em ơi, nó chia ra đấy nhá. Đây, trên này. Ok. Úi xồi ôi. Đáng lẽ là chúng dẹp lép rồi anh em. Dẹp lép rồi nhá. Con này thì đã dẹp lép rồi. Bắt vào đây cái. Ok, cuối cùng nó bắt được thêm một con. Cái này có thể dẹp lép này. Nào, nó có cứu không? Mình canh luôn chỗ này anh em ạ. Chúng ta canh luôn chỗ này, nó được 2 cái rồi nha anh em. Nên nhớ được 2 cái nha. Rồi ôi, gì đây? Nó nghĩ nó có thể vào được đây á? Khó đấy, không phải đơn giản đâu. Chúng ta sẽ có một cái ở trên này à? Đây, nó đây. Nó đây anh em ạ. Rồi anh em, sang canh chỗ này luôn. Còn 8 giây nữa. Hy vọng là sẽ không vấn đề gì. Rồi, hiện tại mới được có 2 cái thôi. Một con nha. Tốt. Sao lên với anh em. Còn một cái format trên này cơ. Này đố vào luôn đấy. Hi. Ha. Làm sao vào được. Một con đai rồi. Ôi trời, tại sao mình nhảy thẳng xuống đây nhỉ. Tự nhiên nhảy lên trên này làm cái gì ta. Khá là tù anh em ạ. 7, 8, 6, 5, 2, 1. Bắt 2 con là tốt rồi anh em ơi. Rồi nhá. Nó sẽ đẩy vào đây ạ. Rồi anh em. Có vào đây không? Không vào đây thì nó vẫn thua.
hết giờ thì nó chắc sẽ thua anh em ơi. Ô chứ, từ 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 ăn cái này phát. Uống thuốc phát này, uống thuốc phát này. Rồi anh em, bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ xuống đây lấy cái nhá. Dưới này anh em ơi, dưới này. Nó đang đẩy vào, nó đẩy vào. Ba cái. Đi săn nó anh em ơi. Đâu rồi. Đây rồi anh em ơi. Bắt được rồi. Chạy đâu cưng. Đây nha. Ý chà. Bắt được luôn anh em ạ. Ôi trời, dễ thế nhỉ. Thế mình thấy là rất là dễ luôn ấy. Ok. Siêu dễ luôn rồi. Cho có một cái bình thuốc nữa anh em ạ. Cho con này lên trên là xong. Mình chém một cái là con chuột con này nó ngất luôn. Thắng nhá. Dễ ghê nhỉ. Cứ tưởng là khó lắm. Thành ra là rất là dễ. 1, 2, 3, 4. Ném. Ok. Nó nổ bay sáp bây giờ. Cái bom này rất là khó chịu nha anh em. Mình hỏi chấm là cái gì đây? Thử xem. Có thể là 9 giây thôi anh em ạ. Mèo này đánh khá tốt anh em ạ. Không vấn đề gì cả. Nhờ. Đánh khá là ổn. Khá là ổn áp. Mình có thể cái này chém phát chắc là đai luôn một con này. Hợp lý không? Kinh phết, cái này chém phát là đai luôn một bé nhé. Khỏi nói nhiều. Hay. Rồi chúng ta được có 2600 bao nhiêu điểm đây? Bọn nó có mấy trăm điểm. Chùa này đánh là đánh kém quá. Level nó thấp quá chăng? Có lẽ level này thấp quá. Ok anh em, tiếp tục chiến nào. Rồi, let's go boy. Vào thôi. Chiến thôi. Cái này mình phải ấn tìm. Ái chà, không có khung vàng. Có nghĩa là không leo rank à? Có nghĩa là team này, không leo rank sao team nó khỏe này. Team nó mắc kinh này. Bó tay .com luôn. Botay.com. Làm sao đây? Mắc khỏe luôn. Nhìn trông toàn chuột xịn anh em ạ. Loại chuột thì nó còn chuột gọi là cùi cùi bắp ấy. Thì chúng ta còn đánh được ấy. Bây giờ cửa gì đây? Bếp à? Nhà bếp ạ. Đây cửa nhà bếp anh em ạ. Khó chịu ghê. Cửa này mình còn chưa đi mấy cơ. Chưa chơi mấy luôn ấy. Xuống dưới xem nào. Ai chà. Kinh nghiệm anh em ơi, đây có kinh nghiệm nha. Đâu nhỉ? Chỗ chuột nó hay ra thì nó hay ở đâu ta? Chỗ hang chuột nó hay ra thì chỗ nào nhỉ? Chỗ này có chỗ nào để đặt không? Xa quá nhà mình đi mình lấy mất thì nó sẽ mất cái kinh nghiệm này mất. Ôi chết rồi. Một bé dễ thế à? Đơn giản quá nhờ. Tưởng khó lắm. Thành ra là cũng không quá khó. Theo như mình thấy là như vậy. Xong nha. Vứt cái này được không anh em? Đếch vứt được à? Đếch vứt thì đặt nó đây vậy. Đậu xanh nó không vứt được anh em ạ. Rồi, có một con ở phía trên nha anh em. Lên trên nào. Cái map này khó lắm ấy. Rồi anh em ơi, hay. Hợp lý rồi, mình lấy bắt được nó rồi anh em ơi. Lên trên. Đây rồi. Chúng ta có một cái bẫy luôn anh em ạ. Hay. Chúng ta có cái bẫy luôn ở đây. Tuyệt vời, ông mặt trời. Cái này ném đi này. Cái này ném đi anh em ạ. Chúng ta nên ném cho nó bay. Úi ôi, nhầm, ném nhầm vào đây anh em ơi. Có nào vào đây thì đúng là mệt. 29 giây. Mình lấy cái này. Rồi anh em, mình lấy cái này mình vụt nó thì nó bá cháy hơn. Rồi ok,
bắt được luôn anh em. Ok. Mười chín tám bảy sáu năm ba hai một. Dưới này còn cái nào không anh em? Dưới này à? Ai cha, dính luôn cái bẫy của chính mình đặt ra chứ. Bó tay. Đây rồi, dễ nhở, con này tưởng khó lắm. Rồi xong nhá, nó được 2 cái anh em ạ. Nó được 2 cái rồi. Ăn tí cái này sữa luôn, không mở cái hộp này ra xem có cái gì. Ăn cái bình luôn anh em. Rồi ôi, ngon rồi, khi tàng hình ấy. Tàng hình. Tàng hình anh em ạ, tàng hình nha. Cầm sẵn. Úi ôi, ngon ghê. Rồi anh em, con này không cứu là chết rồi. Quá hay luôn, tôi ăn được cái bình tàng hình ở đây. Ngon ghê. Nó được 2 cái rồi anh em ạ. Không biết nó có tàng hình không. Con này đai rồi anh em ơi. Hay chưa. Không ra đây luôn ạ. Không thèm cứu luôn ạ. Nhảy. Ok anh em, hình như mình sắp hết tàng hình rồi. Nổ 321, nổ bánh xác. Úi dồi ôi, cùi vậy. Bọn này muốn tự chết à? Bọn nó tự hy sinh em ạ. À, chỗ này mình không biết là có một cái nào không ấy. Không biết là có một cái máy nào ở đây không ấy. Thế tìm thử cái máy xem như thế nào. Ôi chơi, quên. Sao dám vào cái bẫy nhỉ? Chạy đi đâu? Tự nhiên mình toàn đặt cái bẫy ra xong mình tự dẫm vào rồi. Bó tay chấm com luôn ấy. Trên này có một cái nữa đây nhưng mà con kia cứ chạy đi chạy lại. Chắc muốn chịu thua là điều chắc chắn rồi. Này chạy đi đâu hả cưng. Trận này dễ mà nhỉ. Theo như mình thấy là nó dễ. À tít trên này anh em ạ. Oh. Làm sao mà lên được trên này? Trên này có một cái chỗ đặt rất khó. Làm sao mà chui xuống đây được? Bó tay. Còn không phải lên tít trên kia anh em ạ. Thôi rồi, đằng nào con kia cũng thua rồi. Con kia thì nó sẽ đai thôi. Không thể nào ấy được rồi. Chúng ta thắng rồi anh em ơi. Teo. Thắng khá nhanh. Mình cứ tưởng là khó lắm. Chúng ta cứ tưởng là nó sẽ rất khó. Nhưng không phải anh em ạ. Dễ mà đúng không? Không khó một tẹo nào luôn ấy. Rồi ok, chúng ta đã chiến thắng nha. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua với đánh chuột không? Đánh thử con chuột phát không? Thấy mèo các thứ đánh này dễ quá. Đánh thử chuột phát nhỉ. Rồi chúng ta đánh thử chuột một cái đi. Ten. Đánh chuột anh em. Ồ oh. Chuột, ủi chuột, toàn chuột vàng này. Ây da 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 da. Quá ngay chạy khỏi con mèo này thôi. Ôi lắm chuột xịn thế. Ôi chuột xịn này. Wow. Lâu lắm mình không chơi chuột rồi. Hy vọng trận này là mình có thể là đánh được map thường thôi. Map à rồi map kia cũng được. Chẳng vấn đề gì cả. Miễn là chúng ta có thể chơi được. Thế thôi. Đơn giản. Như đan rổ thôi mà. Con mèo nó khả năng là phi nó lao tới nhá. Nó có con mèo đen thì có một cái chiêu khá là quỳ bắp. Đó chính là cái chiêu thùng rác. Nó rất là chậm. Chúng ta đang ở trên đúng không? Đây đúng không? Đây. Ok boy, chúng ta lên trên này xem có chỗ nào có thể lấy được không? Chỗ nào là có kinh nghiệm? Trên này có kinh nghiệm anh em ơi. Trên này có kinh nghiệm rồi. Đây là điều chắc chắn luôn đấy. Rồi, kinh nghiệm bên này anh em ơi. Không phải ạ. Đâu nhỉ? Dưới à? Đấy rồi anh em ạ. Có một con lấy kinh nghiệm rồi nhé. Hình như... bên kia kinh nghiệm kìa. Ui dồi. Hay ghê.
Kinh nghiệm ở chỗ nào nhỉ? Ồ, trên tầng. Theo như chúng ta thấy nó sẽ ở trên tầng nha. Con kia xuống rồi. Ơi chà chà. Con mèo kia nó xuống rồi nhé. Tiếng chúng ta sẽ lên luôn cái chỗ mà mình vừa mới ra á. Hợp lý không? Còn 5 giây. Xa quá. Đậu xanh nhà nó. Thôi không đủ, không kịp rồi. Không kịp rồi anh em ơi. Rồi anh em chia nhau ra nhá. Ui ủa. Tại sao bị dính vậy? Cái con phải gió kia nó không dính mà mình bị tầm bị dính ấy. Lấy kinh nghiệm chưa? Đâu rồi anh em? Mình đang ở đâu nhỉ? Ôi trời, tại sao mình xuống tới đây? Ô lê. Nhầm hướng à? Nhầm đường anh em ạ. Tại sao mình sang bên này nhỉ? Đáng lẽ mình ở bên kia chứ. Đấy hiểu luôn. Đấy hiểu luôn tại sao luôn. Ai chà chà, bên kia nha anh em. Nên nhớ là bên kia nha, sẽ có kìa. Có cái cầu thang này, nó đã chiếm luôn cầu thang rồi. Sang bên này cái. Không sang được ạ. Ui ôi, đen thế. Đen đủi ghê, ta không sang được. Thôi mình đi kiếm thuốc anh em. Kiếm thuốc uống vào đi cho nó khỏe. Trên này đấy, có một cái gì luôn. Chạy nhanh này. Không có gì luôn anh em ạ. Ok. Có lên không? Con mèo trên kia anh em ơi. Tranh thủ anh em ơi. Con kia chạy đi đâu ấy? Đóng cửa anh em ơi. Không biết là cái format nó đang ở chỗ nào. À mình biết format chỗ nào rồi. Đừng đập vào tao là được. Ok. Lên rồi anh em ơi. Hay chưa? Để cần lấy đà xạ thôi là lên. Ok. Xa phết nhờ. Tận bên này kìa. Ây da. Chú đang đi vào nhà anh em ơi, chú đang đi vào nhà. Và đang cố gắng là lên lầu. Cái lầu này hơi xa. Đây, bên này có ấy này. Bên này có thuốc này. Lên anh em ơi, lên anh em ơi. Rồi, đang lên rồi. Chỗ kia là hơi ấy. Thôi rồi, lên tận đây cũng được. Lên tận đây cho nó gọi là thật xa ra. Tách cái con chuột ra anh em ạ. Ủa ôi, cầm cái format nặng ghê. Chúng ta như kiểu đang lao từng tí một ấy. Đây ok. Xăm này rồi. Cái này thì đố bắt được đấy. Ok. Con mèo bị hành anh em ạ. Con mèo kia mắc hành luôn. Xa nhỉ. Phải nói là mắc xa luôn. Đây rồi. Ten. Đẩy vào anh em ơi. Bọn con mèo này mắc hành luôn rồi. Mà sao lâu thế? Còn một cái format bên này này. Anh em sang lấy đi. Đâu rồi? Mày không muốn chơi nhưng mà đang muốn quay con mèo gì vậy? Nó đánh cho bây giờ. Nói trước là nó lại đánh cho bây giờ đấy. Có cái gì ăn không nhỉ? Mình đang muốn ăn một cái để tăng cái tốc độ ấy. Nhầm. Ăn cái này đi. Ăn cái này đi á. Xoay tròn. Rồi. Ok, có một cái format ở đây. Đây anh em ơi. Con chuột. Tranh thủ. Con này không đi lấy mà đi toàn chạy đi đâu ấy. Con này muốn quay anh em ạ. Được rồi, thích quay thì quay vậy. Rồi mình sẽ lại tiếp tục ném bên đây. Tên. Lại là. Úi ôi. Một đống các thứ nhảy. Ôi, con này đã đóng cửa này. Con lợn này. Con lợn mèo đóng cửa vào rồi. Ôi chưa. Lấy được đâu. Lấy lên. Lấy lên ta nhảy khá là cao. Hình như đang có cái tác dụng của cái thuốc thì phải. À của cái thức ăn thì phải. Đây rồi. Giữ anh em ơi. Một con bị bắt rồi. Cứ thích kiểu là đùa với nó à. Ơ. Bọn này ngáo à. Không biết chơi à. Chết rồi. Coi thường nó và cái kết à.
xong một mình đẩy ạ. Đấy hiểu luôn, cứu nó. Đậu xanh chúng mày không cứu luôn. Không cứu à? Không cứu thì thua rồi à? Ra mà cứu nó. Trời ơi, có mỗi một cái này mà không đánh được thì đúng là bó tay chấm con luôn đấy. Không cứu nữa thì thôi đấy, bó tay chúng mày luôn. Lại bị bắt à? Chịu nha. Bọn này nó quá ngu anh em ạ. Mình không làm gì được luôn đấy. Bó tay. Vứt nó ra đây. Tao còn nó đập được một con nữa này. Chạy đi. Ô, đậu xanh nhà mày. Thôi, thua. Thua nhá. Thua nha anh em. Đánh quá ngu. Quá ngu luôn. Chịu mày đi. Rồi anh em đi thôi. Đố được đây. Trên này anh em ơi, nó bắt được hai con thì đúng là bó tay. Chấm com luôn. Hai con liệu có đẩy được không nhỉ? Mình cũng chẳng biết là hai con liệu nó có đẩy được không ấy. Mày đẩy vào đây thì đánh kiểu gì? Đẩy anh em ơi, đẩy nhanh anh em ơi. Đẩy nhanh. Không biết liệu hàng hai con có làm nên cái trò chống gì không. Xong rồi anh em. Thôi nhá, team này thôi thua nhá. Đập. Cố lên nào. Sắp dây được rồi. Dầm đó. Ôi giời, chết rồi. Thôi thua rồi. Nó lại cho sang xuống chỗ này rồi xem. Chỗ này làm gì có cái gì? Lại chạy. Nó sẽ có một cái lớp giáp anh em ạ. Từ. Ui, chờ thôi. Nát rồi. Ok. Ôi, sao nó khó đánh thế nhỉ? Ok. Rồi, búp máu các kiểu lên. Rồi mình đợi hồi máu cái anh em ạ, đợi hồi máu phát. Bình tĩnh. Đang bị mất nhiều máu quá. Chúng mày không có gì ăn máu nhỉ. Đánh nó đi. Anh em. Bình tĩnh, đánh nó đi đã. Từ, mình sẽ hồi đầy máu phát. Hết chưa anh em ơi, từ nha. Chúng ta đợi nó vào đã. Chạy đi. Ấy da. Nó không vào được anh em ạ, vấn đề nó không vào được.
Ôi bắt rồi, bắt rồi, bị bắt rồi, bị bắt rồi. Ok. Ăn máu đi, ăn máu đi, ăn máu đi. Cho còn hơn 2 phút nữa cơ. Xong chúng ta lại vào. Đâu rồi anh em? Ô. Rồi anh em. Ây da. Ây da cha 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 cha. Ây da. Chạy. Ôi trời ơi. Chết rồi, nó bảo vệ cả cái này luôn. Ơ, tại sao có bị nổ này? Tôi thua rồi. Ơ bị bắt rồi. Thế nhờ. Này con bảo vệ cái này thôi, thôi thua nhá. Trận này kia hai con kia nó ngáo quá. không làm gì được anh em ạ. Bó tay chấm com luôn. Rồi ok, mình sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Tom and Jerry. Xin chào, hẹn lại. Bye bye.